Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự đơn giản. Đơn giản trong cuộc sống là gì? Bạn càng có ít nhu cầu, cuộc sống của bạn càng đơn giản. Tôi thích định nghĩa này về lối sống đơn giản vì nó phù hợp với thực tế rằng mọi người sống những lối sống khác nhau và cách họ điều chỉnh để trở nên đơn giản là điều dễ hiểu đối với cá nhân. Tại sao sự đơn giản lại quan trọng trong cuộc sống? Sự đơn giản sẽ khiến bạn cởi mở hơn. Một khi bạn thấy nó dễ dàng như thế nào và bạn hạnh phúc hơn bao nhiêu khi sống một lối sống độc đáo, bạn sẽ trở nên cởi mở hơn với những thay đổi, sự sống chắc chắn và những cách mới để cải thiện cuộc sống của bạn và những người xung quanh bạn. Tại sao đơn giản lại đẹp? Đi liền với sự chân thật, đơn giản thể hiện sự sang trọng. Tương tự như cách sự đơn giản nhấn mạnh những phẩm chất trần trụi, có thể hiện sự trang trọng thông qua sự kiểm soát. Dẫn đầu một tư duy đơn giản có nghĩa là dẫn đến một cuộc sống thân mật, tinh tế và sang trọng. Tại sao đơn giản là tốt nhất? Sự thật là sự đơn giản hầu như luôn tốt nhất. Vì tập trung vào sự đơn giản, công việc sáng tạo của bạn trở nên dễ hiểu hơn, dễ nhận ra hơn, dễ sử dụng hơn. Nó yêu cầu sử dụng, dễ mở rộng nếu cần và hoàn toàn dễ dàng hơn để tạo. Nói một cách đơn giản, sự đơn giản giúp mọi thứ trở nên dễ dàng. Làm thế nào đơn giản có thể có lợi cho một người? Các lợi ích của sự đơn giản là nó cung cấp cho hòa bình hơn trong cuộc sống của bạn. Sự đơn giản giúp bạn tạo ra các mục tiêu rõ ràng, tập trung vào các hành động của bạn và hoàn thành nhiều việc hơn. Những yếu tố này giúp loại bỏ sự lộn xộn và căng thẳng do các mục tiêu hoặc mục đích không xác định. Nó cung cấp hòa bình và yên tĩnh trong cuộc sống của bạn. Sự đơn giản có phải là một giá trị không? Đơn giản là trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đơn giản là tận hưởng một tâm trí và trí tuệ đơn giản. Sự đơn giản kêu gọi bản năng, trực giác và cái nhìn sâu sắc để tạo những suy nghĩ và cảm xúc đồng cảm. Đơn giản là đánh giá cao vẻ đẹp bên trong và công nhận giá trị của tất cả các tác nhân, ngay cả những người nghèo nhất và tồi tệ nhất. Kỷ luật tinh thần của sự đơn giản là gì? Đương nhiên mục đích của sự kỷ luật tinh thần của sự đơn giản là để đạt được mục đích tinh thần của một người. Nó được phỏng đoán dựa trên ý tưởng rằng bạn có một chức vụ cá nhân duy nhất để cung cấp, một sứ mệnh cá nhân để hoàn thành, rằng có những điều bạn phải làm mà chỉ bạn mới có thể làm. Đơn giản trong thiết kế là gì? Đơn giản là kỷ luật giảm thiểu, tính chỉnh, những chỉnh sửa lại một thiết kế. Các mục tiêu cuối cùng của bất kỳ bản đồ họa thiết kế để tạo ấn tượng. Nếu một thiết kế đạt được mục tiêu này, nó sẽ hoàn thành mục đích của nó và truyền đạt và nhấn mạnh vào một thông điệp cụ thể. Khi bình minh của sự đơn giản đến trong cuộc sống, thì những biến chứng để lại như thế nào? Đó là những lời nói. Khi bình minh của sự đơn giản đến với cuộc sống, sự phức tạp sẽ rời đi. Với tôi điều đó đúng như vậy. Mặc dù đôi khi cảm thấy không giống như vậy, nhưng chúng ta có sức mạnh để thay đổi cuộc sống của mình. Những thay đổi làm cho cuộc sống của chúng ta phức tạp hơn hoặc đơn giản hơn. Đơn giản là chìa khóa của sự sáng sủa của ý nghĩa là gì? Sự đơn giản là chìa khóa để cải thiện liên tục hiệu quả. Sự đơn giản sẽ là điều được coi là đương nhiên. Theo giao cạo, tất cả những thứ khác đều bình đẳng. Lý thuyết đơn giản nhất có khả năng đúng nhất. Một giải pháp đơn giản luôn mất ít thời gian hơn để hoàn thành một giải pháp phức tạp. Tại sao mọi người khao khát sự đơn giản và rõ ràng? Đó là tầm quan trọng của sự đơn giản và rõ ràng. Người dùng muốn tốc độ, chức năng và khả năng sử dụng trực quan bằng cách giữ cho thiết kế đơn giản và giữ cho các giao diện rõ ràng và dễ hiểu. Bạn sẽ tăng cơ hội đáp ứng nhu cầu và tốc độ
chức năng và khả năng sử dụng. Làm thế nào để tôi cầu xin Chúa ban cho sự bình an? Lạy Chúa yêu thương, xin ban cho con sự bình an trong tâm hồn và xoa dịu con tim bạn đang bối rối. Tâm hồn tôi như biển cả sóng gió, tôi dường như không thể tìm lại được thăng bằng, nên tôi liên tục vấp ngã và lo lắng. Cho tôi sức mạnh và tâm trí minh mẫn để tìm ra mục đích của mình và đi trên con đường bạn đã vạch cho tôi. Tại sao đơn giản lại tốt hơn? Có thể đơn giản không hiệu quả với bạn. Mỗi chúng ta có cách nhìn nhận riêng về những thứ có ý nghĩa đối với chúng ta. Dễ dàng quản lý mọi cuộc sống, công việc hàng ngày, những thách thức, sự kiện và nhiệm vụ bất ngờ. Khi bạn loại bỏ sự lộn xộn, phiền nhiễu và phức tạp, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, dễ hiểu và dễ quản lý hơn. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.